Vincent Trọng Trí là cầu thủ Việt kiều còn khá xa lạ với các cổ động viên. Tân binh của Phù Đổng mới xuất hiện tại giải hạng nhất năm nay. Và để đưa anh đến gần hơn với khán giả, ekip V-League World đã có hành trình trải nghiệm cùng gương mặt mang hai dòng máu Pháp-Việt. Trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đón chào nhiều cầu thủ Việt kiều trở về thi đấu. Có thể kể đến những trường hợp thành công như Mạc Hồng Quân, Đặng Văn Lâm, hay một số cầu thủ tiềm năng như Mark T. Lò hay Adriano Smith. Tuy vậy, cái tên Vincent Trọng Trí lại khiến nhiều người hâm mộ tò mò. Chính thức ra mắt câu lạc bộ Phù Đổng ở cuộc đối đầu câu lạc bộ Hải Phòng tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2022. Trọng Trí đóng góp một kiến tạo cho đồng đội lập công sau một tình huống bứt tốc rất nhanh. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Trung Kiên nói rằng, đó là màn ra mắt không hề tệ của cầu thủ năm nay 30 tuổi đang nỗ lực khẳng định mình ở đội bóng chơi ở giải hạng nhất. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã đam mê bóng đá. Tôi có thể nhận ra điều này từ rất sớm. Tôi mơ về bóng đá mỗi ngày, kể cả khi làm bất cứ công việc gì. Trong đầu tôi vẫn chỉ là trái bóng và sân cỏ. Tất cả chúng ta đều biết rằng để chơi bóng đá chuyên nghiệp là một thách thức, là rất nhiều khó khăn. Chắc chắn tôi phải làm việc thật chăm chỉ và hy sinh nhiều thứ để đạt được ước mơ của mình. Sinh ra và lớn lên tại Pháp, bố và mẹ Vincent Trọng Trí đều là người Việt Nam. Chính vì vậy, tiền vệ sinh năm 1992 luôn nung nấu ý định trở về quê hương thi đấu. Dù cho đã hai lần thử việc thất bại ở câu lạc bộ Thanh Hóa và Khánh Hòa vì những rắc rối về quốc tịch. Giờ đây, dù đã 30 tuổi, nhưng khát khao là thứ luôn hiện hữu ở anh. Tôi lớn lên tại Pháp, tuy nhiên lại mang dòng máu Việt Nam. Nó giống như định mệnh dành cho mình. Tôi đã mơ, đã nghĩ rất nhiều về việc trở về đây thi đấu, cống hiến vì niềm đam mê của mình trên sân cỏ Việt Nam. Trở về quê hương của cha mẹ tôi, khoác áo một đội bóng và thi đấu. Nó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là một giấc mơ đã trở thành sự thật. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi có cơ hội thi đấu cho câu lạc bộ Phù Đổng. Tôi biết ơn tất cả vì đã có được cơ hội đó. Tôi thực sự muốn cống hiến tại nơi đây. Để làm được điều này, tôi sẽ phải tập luyện chăm chỉ hàng ngày, rèn luyện hơn mọi người rất nhiều. Bóng đá Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Các cầu thủ gốc Việt như tôi luôn muốn trở về đây chơi bóng. Như cầu thủ chơi bóng với tốc độ nhanh, mạnh mẽ và kỹ thuật sẽ là những thử thách không hề dễ dàng cho tôi trong thời gian tới. Tuy nhiên, tôi sẽ sớm thích nghi với mọi khó khăn. Tôi rất phấn khích sau khi chơi trận đầu tiên cho câu lạc bộ Phù Đổng. Mặc dù đó là trận đấu mà đội chúng tôi đã nhận thất bại, tôi học hỏi thêm kinh nghiệm từ những lần ra sân như vậy. Một trải nghiệm thật tuyệt vời. Hà Nội là một thành phố rất xinh đẹp. Tôi thích sống và làm việc ở đây. Tôi chưa nghĩ đến việc lập gia đình, nhưng phụ nữ Việt Nam rất xinh đẹp. Tôi có thể kết duyên với ai đó, chưa thể nói trước được. Tôi hy vọng sẽ đạt được mục tiêu của bản thân trong thời gian có mặt tại đây. Tôi luôn biết mình phải chắt chiu cơ hội và cải thiện những gì còn thiếu sót. Gia đình luôn đứng phía sau tôi, để tôi có thể thực hiện ước mơ. Tôi thực sự hạnh phúc. Nếu ai đó hỏi tôi rằng nếu tôi có thành công không khi về Việt Nam chơi bóng ở độ tuổi 30, tôi sẽ nói rằng họ nên nhìn cách tôi tập luyện và nỗ lực hàng ngày. Không gì là không thể. Tôi mới ở đây được 4 tháng, mọi thứ phía trước vẫn còn rất khó khăn, nhưng tôi chấp nhận các thử thách trong cuộc sống này. Không có vấn đề gì lớn đối với tôi. Đội tuyển Việt Nam đương nhiên là một giấc mơ lớn với mọi cầu thủ. Tôi sẽ không nói về điều đó bây giờ, bởi tôi biết rằng có quá nhiều tài năng hơn mình ở ngoài kia. V-League mới là mục đích chính của tôi khi trở về đây. Tôi muốn chơi ở hàng đấu cao nhất tại Việt Nam. Các bạn cứ chờ xem. Bóng đá có nhiều bất ngờ mà chúng ta chưa biết trước được. Dù còn quá sớm để nói, vài rằng Trọng Trí có thành công trong màu áo câu lạc bộ Phù Đổng để từ đó vươn lên đỉnh cao nữa hay không. Nhưng trước mắt, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có lẽ sẽ rất chờ đợi màn trình diễn bùng nổ của tiền vệ này trong thời gian tới.